Cô biết không cô gái nhỏ đó? Cô... vừa nói rằng có một... buổi họp mặt người mù ở đây tối nay, một trợ lý mới. Hẹn hò vào ban đêm, có lẽ... tôi... đã hiểu lầm. Vậy thì... tôi... nghĩ... cô bé... nói... đúng... gạch dưới... mau làm đi. Chúc mừng anh không có con gái. Chấm. Bạn đã yêu cầu tôi làm. Chấm. Anh rõ ràng nếu tiền bối nói thì bạn nên trả lời trước. Hôm nay cả hai chúng ta đều có buổi phỏng vấn. Hôm nay tôi đã phỏng vấn trợ lý giám đốc bán hàng. Bạn được phỏng vấn. May mắn thay, bạn vẫn thông minh. Chấm. Hôm nay bạn đã giúp đỡ tôi hai lần. Tôi đã gửi cho bạn hai từ và. Chúng ta sẽ làm rõ điều đó. Điều đầu tiên, doanh số bán hàng cho người mới vào năm thứ hai, số 1 về doanh số ở Trung Quốc vào năm thứ hai và thăng chức lên giám đốc bán hàng ở Đông Trung Quốc vào năm thứ năm. Chỉ cần làm theo trình độ của bạn và đừng lộn xộn. Thứ hai, bạn biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay, bạn phải dám tiết lộ nửa lời. Đừng nói, một tháng đi, thôi. Tôi không quan tâm cô ấy nói gì, dù sao tôi cũng hiểu một chút. Muốn trở thành người ưu tú nơi công sở thì phải dựa vào thực lực của mình chứ không phải ngoại hình sáng. Sủa, tôi đã làm rơi điện thoại di động của ai đó xuống đất và tôi thậm chí không nói một lời xin lỗi. Chấm. Một kẻ đáng ghét như vậy có thể thô lỗ ở đâu được. Xin lỗi, tôi không biết tôi còn biết gì nữa không. Cảm ơn bạn. Đường phố là đầy rẫy những kẻ xấu. Chấm. Bạn có biết tại sao không? Vì nó hoàn toàn xứng đôi với một cô gái kỳ quặc. Chấm. Cô gái kỳ quặc là ai? Chấm hỏi. Không phải bệnh nhẹ. Thảo nào bạn bị đổ oan. Không thích hợp sao lại chia tay? Bạn cái cột thu lôi trên đầu bạn. Bạn có thể nói được không? Sao bạn có thể gặp nhiều người khó chịu như vậy? Ông chủ, bạn có phải là người mới? Không, tôi đã 5 năm mà không kết hôn hay sinh con. Chấm. Hẹn hò đi. Logic của bạn thật đặc biệt. Ông chủ cũ tại thời điểm này, có 10.000 con ngựa đang phi nước đại qua trái tim tôi. Chấm. Thật là một ngày lộn xộn, một cuộc phỏng vấn không thể giải thích được, và đêm không thể giải thích được tôi đã tự lừa mình và bị ông chủ mới. Trong SW trước khi trò chơi bắt đầu, đầu tiên, tôi đã mất một vài điểm có. Just
20 thang máy và một chuyến đi. Mỗi tuần. Cảm ơn. Ông. Phang. Chấm. Vâng. SW khuyến khích cạnh tranh nội bộ. Nó dựa vào hình phạt nghiêm khắc và phần thưởng nặng. Một nửa viên kẹo. Phần thưởng của bạn cũng vậy. Cao, nó có cao hơn bình thường một chút không? Đây có phải là vấn đề nghiêm trọng không? Tôi đang nghĩ về nó. Bạn đã... Nghe chưa? Jeff đã tìm thấy nó. Bạn đã biết... Rằng bệnh tim... Sẽ nghỉ hưu sớm. Bạn thực sự có khả năng. Điều tôi muốn nói bên dưới, có thể bạn sẽ không nghe thấy. Trụ sở chính của Pháp đã nói rõ... Rằng lần này... Chủ tịch Trung Quốc sẽ... Được chọn từ người... Trung Quốc, sức nặng, ngày càng lớn. Tất nhiên Trung Quốc, ngày nay không như... Xưa thị trường lớn nhất thế giới và nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, không thể bỏ qua nhân viên người Trung Quốc của chúng ta, chỉ là những... Người Pháp này rất khôn ngoan và nói trước. Đó. Là. Điều tốt hay điều xấu? Tôi không hiểu. Hãy suy nghĩ. Lại. Bạn. Lo lắng rằng bạn sẽ là mục tiêu chỉ trích của công chúng, ngay cả khi bạn rời khỏi khu vực. Hoa Nam, yên lặng. Nhưng tài nguyên không thể lấy đi. Chấm. Meng Fan đến từ Nam Trung Quốc rất thông minh. Bạn biết anh ta bán thuốc gì trong quả bầu của mình. Quận Bắc và Tây. Có rất nhiều diễn viên cấp cao. Chấm. Nếu họ gia nhập lại, họ sẽ đoàn kết và cuối cùng Tần sẽ thống trị đồng bằng trung tâm. Miễn là chúng ta nếu bạn có thể thể hiện sức mạnh của bản thân, sử dụng hiệu suất và trình độ của bạn. Lin, dù ý tưởng của bạn rất nguy hiểm, trên ba chữ này của tôi, hãy nhớ rằng không có gì là của bạn. Ông chủ cho bạn những gì bạn muốn, sau đó nếu ông chủ không cho bạn, bạn chỉ có thể thừa nhận rằng mọi chuyện trong quá khứ đã được giải tỏa. Của bạn đều là trong quá khứ. Điều mà anh Lin muốn là kết quả chiến đấu thực tế của bạn. Trong tháng này, bạn có tổng điểm của 3 nhiệm vụ nhiệm. Vụ thực tập phản công, nhiệm vụ phụ tá và sự phát triển kinh doanh của khách hàng quan trọng. Xác định xem hai bạn có thể ở lại ai sau tháng này. Vào lúc 9 giờ sáng thứ ba hàng tuần, cuộc họp bán hàng sẽ diễn ra. Đây là phòng họp thứ hai. Hàng tuần trước 8 giờ vào buổi sáng. Đông Trung Quốc. Tỷ lệ tồn kho trên đầu doanh thu của đại lý, tỷ lệ đóng góp của khách hàng mới và cũ, tỷ lệ ủng hộ thương hiệu và tỷ lệ bán ra và gửi cho ông Lin hộp thư. Chấm. Đây là bộ phận tiếp thị và bộ phận nhân sự Justin từ bộ phận tiếp thị đến đây uống trà. Anh Lin uống cà phê đen lúc 9 giờ sáng và trà đen lúc 3 giờ chiều. Chấm. Tháng này cà phê là Golden Mandarin và trà đen là Lapsang sao trong. Vào mỗi vào thứ năm. Ồ. Bạch Tuộc xin nhắc lại.
mỗi sáng lúc 9 giờ, vàng cà phê đen mandarin 3 giờ, chiều trà đen trơn san sao trong, cà rốt. Vào thứ 3 hàng tuần, rau diếp không trộn salad. Vào thứ 5 hàng tuần, ăn chay nhẹ vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Và tôi có một câu hỏi nhỏ muốn hỏi về việc bán hàng báo cáo hoạt động ở Trung Quốc. Trước 8 giờ sáng 2 hàng tuần báo cáo hiệu bán hàng ở miền Đông Trung Quốc, tỷ lệ doanh thu của các đại lý và đại lý, tỷ lệ đóng góp của khách hàng mới và tỷ lệ ủng hộ thương hiệu và tỷ lệ bán ra. Chấm, tôi gửi cho Linh theo định dạng gì? Còn địa chỉ email chung thì sao? Bạn không nói rõ. Về kỷ niệm nhỏ này, Cải Cải và bạn đã đánh nhau rồi. Đó, à, trên đây là kế hoạch thứ hai. Của chúng ta son bóng, tự nhiên của mùa mới. Những người đàn ông cần thiết và không mặc quần áo, hãy chú ý. Điều này, bạn đang nghĩ gì về trang điểm khỏa thân? Bạn có thực sự sử dụng kế hoạch này không? Không. Nó sẽ đánh lừa những người như Oang Lei. Bỏ tiền mua son môi. Nhưng họ đã tất cả các cô gái. Tôi nghĩ các bạn nên tin vào bản năng đàn ông. Vừa rồi Oang Lei chắc chắn đang suy nghĩ cứ tìm một cô bạn gái như thế này. Chuyển sang kế hoạch thứ hai. Hôm qua kế hoạch đầu tiên của Lillian đã ổn, nhưng điều tôi muốn là không ổn nhưng hãy cố gắng trở nên tốt hơn. Justin, kế hoạch thứ hai không hoàn hảo, nhưng ít nhất có một yếu tố bất ngờ. Kế hoạch đầu tiên của ông, Lin đã được gửi đến trụ sở chính và ông ấy chắc chắn sẽ thay đổi. Nó, bạn có thể gửi email của Trang Seo đến trụ sở chính. Tiêu đề là điểm mấu chốt, chấm, kế hoạch quảng cáo thay thế. Nhớ sao chép nó cho Su, ông chủ, gửi nó đến trụ sở chính bằng tiếng Anh. Chấm, tôi có thể làm được, không? Ông Lin, tôi có thể phụ trách vấn đề này trong tương lai. Tất cả các email gửi đến trụ sở chính và các bộ này sẽ được giao cho Linh Xiao Xiao. Chấm. Được rồi, mọi người. Bây giờ hãy nói về kế hoạch thứ hai của Justin. Xi Jing. Con người của chúng ta đến từ Hoa Đông, chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Mr. Su, tôi cũng đến từ Hoa Đông. Cảm ơn bạn. Khi tôi yêu cầu bạn chở một vài người qua, bạn nói không. Chấm. Bây giờ bạn có cảm thấy như đang đi trên băng mỏng? Không, tôi đến Thượng Hải. Ngoại trừ một số lý do cá nhân, tôi biết là vì chồng em. Nguyên nhân nữa là do em không cần đưa ai đi cùng. Không dám quyến rũ hơn chồng em. Hơn nữa em có lỗi với anh đi. Em ra đi, Nam Trung. Nếu tôi dẫn thêm vài người đi cùng thì thật sự tôi không có gì phải xấu hổ. Cả tôi yêu chồng bạn đoan chính với sếp của bạn, thật sự rất khó để bạn đạt được cả hai tình yêu và chính nghĩa, nhưng ta đã hái được một món hời lớn. Chấm. Cùng với ngươi và Lâm Duệ, khu vực Hoa Đông của chúng ta có thể nói là một ngôi sao sáng đại bản. Doanh sẽ để cho ta chỉnh đốn lại dưới trướng của ngươi, ta cũng kỳ vọng cao hơn ở ngươi. Ở Hoa Đông, bạn có thể yên tâm rằng tôi nhất định sẽ. Cố gắng hết sức để có thêm điểm cho Hoa Đông. Chấm. Anh ấy là một người rất có năng lực, nhưng cũng có một số góc cạnh sắc bén. Không giống như bạn, bạn ổn định hơn cô ấy. Bạn có thể yên tâm anh. Thư. Tôi đã ở chỗ làm hơn 10 năm rồi. Người thứ hai tôi làm công việc bán hàng là anh chị em của tôi. Vì vậy tôi sẽ cạnh tranh với Lâm Thụy. Nhưng chỉ có một mục tiêu, củng cố Hoa Đông vùng miền và xứng tầm với công ty. Tôi nhất định sẽ là cánh tay phải của các bạn và cô ấy. Đúng giờ. Để cả bọn ra ngoài.
Khi đi làm, tôi không thích bị quấy rầy các. Bạn ra ngoài nghỉ ngơi trước nhé. Tôi ở đây. Ổn, không sao, miễn là... Bạn. Không sợ, ngất. Hãy hiểu sơ hở này. Chứng rối loạn ám ảnh. Thực ra, lý do khá đơn giản. Chương trình cuối cùng của phần mềm này vẫn chưa hoàn thành. Làm bạn. Tin không? Tôi tin điều đó. Tôi tin điều đó. Chấm. Tôi sẽ nói cho bạn biết sự thật. Ai đó đã chống lưng cho bạn và lấy cắp dữ liệu của bạn và... Tôi không nghĩ bạn là người xấu. Thực sự tôi đang khen bạn. Điều đó có nghĩa là bạn biết bạn đã làm tôi cố ý hủy bỏ miếng dán và tôi bận cả đêm. Nếu đói, tôi sẽ gọi cho bạn thứ gì đó để ăn. Những người sau những năm 90 đang lớn lên. Tôi sẽ không chỉ yêu cầu 100.000 nhân dân tệ trong thẻ. Này có 150.000 nhân dân tệ, chấm. Tổng cộng có hai tài khoản. Đầu tiên là 50.000 nhân dân tệ, tôi sẽ thưởng cho bạn. Trung thực. Chấm. Ai đó đã đánh cắp dữ liệu khách hàng của tôi vì bạn đã mở cửa sau, nhưng bạn đã chọn nói cho tôi biết sự thật. Chấm. Tôi nhận ra sự trung thực của bạn. Chấm. 50.000 này là phần thưởng cho bạn. Tôi trung thực và không trung thực, tôi không liên quan gì đến bạn. Tôi chỉ muốn biết lý do tại sao tôi lại hủy bản vá. Đó là vấn đề hóa đơn. Thứ hai là 100.000 nhân dân tệ. Chấm. Tôi muốn bạn giúp tôi một việc. Ôn Chiết sẽ không làm điều tương tự. Sau một thời gian, ông Vương Từ. Caris sẽ đến. Bạn có biết tại sao bạn muốn gặp anh ấy không? Meng là một ứng cử viên sáng giá. Ông Wang đã làm việc chăm chỉ. Chấm. Ông tôi đã được thông tin. Miễn là SW sẵn sàng tham gia, vị trí tùy thuộc vào bạn. Hãy xem nơi bạn sẽ chọn. A8 và A9 sẽ là lựa chọn đầu tiên. B12 thực sự ổn. Chấm. Chủ tịch. Hãy để tôi giới thiệu với bạn. Đây là ông Lin từ cửa hàng bách hóa Supreme và đây là ông Wang từ Caris. Ông Wang vừa mới đến Thượng Hải. Tôi đoán là bạn chưa có thời gian gặp. Bạn, hãy tranh giành thanh xuân với họ và muốn gặp Caris. Bạn nghĩ mình sẽ từ bỏ kẻ mạnh và lựa chọn yếu đuối khi chọn đồng đội vây ngụy và
cứu Chao. Ông chủ hoàn toàn không có ý định hợp tác với Keris không phải ngẫu nhiên mà. Chúng ta gặp Phang Trinh và Lin Chư vừa rồi. Hãy nhớ chỉ có một câu trả lời duy nhất là ý chí. Mạnh mẽ luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Chấm, học tiếng Anh có gì khó quá? Em không học xong được không? Cô bé ơi, cứu em với, chị. Rong rong em sẽ... Giới thiệu cho chính cái giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh trực tiếp một thầy một trò. Chấm giá trị của bạn. Tiếng Anh không có vấn đề gì. Bạn cứ dùng đi, tôi học được cái này, bạn có thể chỉ cho tôi chị. Đồng đồng. Tại sao bạn lại giúp tôi với? Tôi tưởng bạn không thích tôi. Tôi thích bạn sao? Tôi chỉ khinh thường màu hồng. Tại sao? Chuyện này lại liên quan đến... Justin, khả năng quan sát của bạn không bằng tôi. Đó là Linh Xiao Xiao. Chấm. Mỗi ngày tôi mặc một chiếc màu hồng, hôm qua là một chiếc khăn lụa, hôm nay là một chiếc túi Fendi nhỏ màu hồng. Không biết túi sách quan trọng như thế nào. Mấy cô công ty nước ngoài giỏi. Thật đấy, vật chất thì không vật chất. Con. Nhà giàu cứ nói đến đây lạ lùng. Còn bố mày là cái quái gì? Đang làm gì? Bố tôi là người bán buôn ở Nghĩa Ô nên... Chắc chắn không thiếu tiền thứ ông. Thiếu là địa vị và tri thức. Nên ông đã mài giũa cho bạn một công ty nước ngoài đúng. Không, không. Tôi không đến SW cho một công ty nước ngoài. Cũng không phải cho sự nghiệp ở nơi làm việc. Tôi ở đây là có lý do. Tôi không thể nói một lời, nhưng nó rất phức tạp. Bạn trai tôi đã bỏ rơi tôi. Công ty của anh ấy nằm trong tòa nhà này. Và phong cách anh ấy thích bây giờ là kiểu người ưu tú ở nơi làm việc. Ít nhất là kiểu người ưu tú trong tương lai. Nên bạn không thông minh cho lắm. Phải không? Đợi đã. VV. Vậy thì bạn và anh Lin có chuyện gì? Vậy, nếu tôi đã nói với bạn, tôi không biết anh Lin chỉ 40 giờ trước và tôi không biết rằng tôi sẽ đến công ty này để phỏng vấn. Chấm. Thư anh. Lin, cô ấy đang làm gì? Vậy, xuống máy bay, đó không phải là lỗi của em trong chuyến tham quan cửa hàng. Chấm. Doanh số tháng này đạt mức thấp mới. Ngay cả một thực tập sinh nhỏ cũng không thể làm được. Chấm. Chà. Màu này hợp với em quá. Chị đẹp lấy một cái nhìn. Dù sao, tôi nghĩ nó hoàn hảo. Cái nào trong ba cái? Này, tốt thôi, chúng ta hãy thay đổi cách suy nghĩ. Bạn nghĩ cái nào tệ nhất trong ba? Cái này. Tôi. Muốn biết bạn đang làm gì? Câu trả lời xuất hiện. Chị dùng SW. Em thừa nhận rằng SW lớn hơn, nhưng đoán xem, doanh số của chúng tôi cao hơn họ. Chúng tôi là quán quân bán hàng tháng này, đặc biệt là 3 cây. Son này, làm sao bạn biết rằng tôi sử dụng SW? Tôi ở đây, tôi đã ở trong trung tâm thương mại vì vậy từ lâu. Tôi biết tất cả các nhãn hiệu chăm sóc da trong cửa hàng, sự khác biệt về màu sắc, mùi vị và kết cấu, tôi có thể nhìn thấy trong nháy mắt. Vừa rồi chị gái của tôi, không phải chị cũng đi dạo ở SW sao? Tôi đã không chọn đúng rồi đúng không? Chấm hỏi. Em không phải đâu, đó là chị của chị. Chị rất có khí chất. Chỉ cần đứng từ xa đã thấy chị tỏa sáng rồi chị. À, chị cũng phải hiểu rằng SW là một cô gái tốt. Nhưng tôi nghĩ cách ăn mặc của bạn rất hợp thời trang và nước ngoài, không quá muộn. Để bạn sử dụng thương hiệu này.
đặc biệt là trong 10 năm tới, đặc biệt nếu các giám đốc điều hành ở nơi làm việc có gu thẩm mỹ riêng và phù hợp nhất với họ là điều tốt nhất. Bạn cũng có thể thấy rằng các giám đốc điều hành rất vội vàng, hãy bắt đầu dứt khoát, làm việc đủ chăm chỉ, thích mua, mua, tìm hiểu, thích mua túi. Chấm, thực sự, ba cây son, này là sản phẩm nổi tiếng của chúng tôi, đã hết hàng vì 3 ngày và chỉ đến ngày hôm nay, thật là trùng hợp khi tôi có mặt ở đây, tình cờ là có hàng, đó là bạn, rất may mắn. Tôi có thể cho bạn xem danh sách còn hàng của chúng tôi, 10 chiếc mỗi loại, trong số 3 loại chỉ được chuyển đến chiều, nay trong kho. Hoặc bạn có thể ngồi đây đợi một lát, tôi sẽ lấy ngay cho bạn, và tôi sẽ quay lại ngay. Quản lý cửa hàng có ở đây không? Qua đây. Xin chào, tôi ở đây, tôi sẽ trả lại ngay lập tức. Trả lại. Chị ơi, phải chăng chị đã mở lọ và dùng rồi? Trả lại. Không dễ đâu. Chị giả danh đại gia. Chị giả danh gì vậy? Chị ơi, bạn có thể nói rõ không? Thương hiệu của chúng tôi đã có lịch sử 50 năm. Bạn có thể tìm thấy nó trên Internet. Ok, ok. Đừng để bị lừa bởi tôi. Các thương hiệu nhỏ sẽ làm hỏng khuôn mặt của tôi. Tôi không biết thương hiệu lớn trong đầu. Bạn là gì? Nhưng lần sau bạn mua, bạn có thể chụp ảnh và mua, được không? Bạn đã mở nắp chai và sử dụng rồi. Rất tiếc nhưng tôi không thể trả lại. Em rút lại được. Tin hay không tùy anh. Em có thể để anh đi. Một lúc nhưng sao anh không đẩy người ta? Anh có chuyện muốn nói. Được rồi, chị hai. Chị hai. Đừng cãi nhau, đừng tức giận. Tại sao em lại làm vậy? Em hứa với chị cả. Sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn là tiêu chuẩn cho mỹ phẩm ở Nhật cũng như Hàn Quốc mà chị vừa đề cập. Chúng đều có bán ở các hiệu thuốc. Chúng tuyệt đối an toàn. Chấm, tôi đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi mọi lúc. Vâng, vâng. Đây là bộ truyện. Nó an toàn với thực phẩm. Đặc biệt an toàn. Nghe này, nếu nó không an toàn thực phẩm, bạn có dám ăn món này không? Chị gái ơi, bạn sai rồi. Không phải an toàn thực phẩm. An toàn thực phẩm là có thể ăn được. Ừ, đợi một chút, nếu tôi ăn nó, bạn sẽ không phải trả lại nó. Là gì? Nó an toàn. Tôi không thể ngăn. Quản lý, tôi đã rất sốc khi cô ấy bước ra. Được rồi, được rồi. Tôi không muốn nghe. Lời bào chữa của bạn. Chấm, tôi vẫn sợ. Tôi sẽ hỏi công ty. Của bạn nếu nó không sợ. Tôi, bạn có hiểu quảng cáo sai sự thật không? Sau đó bạn mới nhìn thấy, chị cả thật kiêu ngạo. Chị ấy muốn để đánh người. Chấm, tôi đã không uống kem dưỡng da để khiến cô ấy không còn kiêu ngạo nữa. Tôi đã làm điều đó cho quầy của chúng tôi và cho trung tâm mua sắm của chúng tôi. Lỗi của chính tôi. Công ty của bạn đã tuyển dụng người như thế nào? Nhân viên có được đào tạo không? Vâng, tôi sẽ gửi thư cho công ty của bạn ngay bây giờ. Không, phải là quản lý. Bạn rời đi. Bạn. Phẩy. Quản lý cửa hàng, bạn phải đưa cho tôi chứng chỉ thực tập. Bạn. Thương lượng các điều khoản. Với tôi, chuyện này bạn đã gây ra nó, được không? Tôi có lời để quan tâm đến bạn một thực tập sinh nhỏ. Báo cáo với quản lý cửa hàng rằng tôi, một thực tập sinh nhỏ, biết về trụ sở chính, địa chỉ ở đâu, ý của bạn là gì? Quà tặng từ công ty giảm một nửa chỉ sau một đêm. Chấm. Tôi.
Không biết liệu công ty có quan tâm hay không? Bạn có bị điên không? Bạn có bằng chứng nào không? Nói xấu thì hãy đánh cuộc đi, bạn có dám không? Đoán xem tôi có bằng chứng hay không bằng chứng, thì mình có ít bằng chứng hay nhiều thì mình chỉ có bằng chứng của cái này thôi, hay còn chứng chỉ thực tập khác thì biết ngay. Mình kiểm tra kỹ thì mình sẽ đưa cho bạn. Không bao giờ bỏ cuộc. Never give up. Tuân theo sự sắp đặt tích cực thực hiện tốt chỉ. Xinh đẹp, vừa rồi anh tìm em lâu lắm rồi. Đợi đã. Đây là son môi của chị Kênh. Tuyển dụng được yêu thích nhất. Còn gì nữa đặc biệt là sự giới thiệu của một công ty săn đầu người. Làm thế nào một công? Ti săn đầu người có thể nhìn thấy một SW như tôi hoặc một trợ lý cho giám đốc bán hàng. Nó có thể liên quan gì đến tôi? Không có. Đủ ứng viên. Có lẽ bạn có thể tạo ra số lượng. Quên nó đi. Tôi sẽ không đi. Tôi không thích trở thành ứng cử viên cho người khác. Chấm. Ai sẽ là ứng cử viên? Uống rượu. Quản lý cửa hàng. Bạn có dám nói tôi mà bạn không dám đi phỏng vấn xin việc? Chấm. Đây là địa chỉ phỏng vấn ngày mai. Giờ là 9 giờ sáng. Bạn nào dám đi thì gửi hồ sơ vào hòm thư này trước 12 giờ. Bạn ăn từ từ. Vậy trợ lý giám đốc. SW tuyệt vời. Phẩy. Quên mất. Thời gian đôi khi quá nhanh. Như 4 năm này, tôi không nghĩ rằng anh ấy đã rời đi. Tôi nghĩ về anh ấy mỗi ngày. Tôi đi đâu cũng có công ty WeChat của anh ấy. Đôi khi thời gian là vậy. Cũng như bây giờ tôi rõ ràng biết rằng so với 4 năm chờ đợi giây phút này thật không đáng kể. Sao? Nhưng một giây tiếp theo, sao lâu quá vậy? Sao lâu quá vậy?
Ngô Đông Giang. Ngô Đông Giang. Ngô Đông Giang cậu. Ngô Đông Giang. Đang làm gì? Làm gì? Làm gì? Còn chờ gì nữa? Ngô Đông Giang. Để tôi. Đi có vẻ như cậu đã cao lên rồi. Thật đấy. Cậu gầy đi, để anh ôm. Em, chấm, mau lên để anh ôm em. Không, đừng nhìn. Em không thay đổi chút nào. Seo-yu. Em đã lấy hai cái. Ở Mỹ, các công ty. Một người đang làm việc ở Los Angeles và người kia làm chi nhánh tại Trung Quốc. Bạn đã từ bỏ Los Angeles. Bây giờ là lúc. Thú nhận rằng tôi đã học về quản lý chuỗi cung ứng. Thứ hai, có nhiều cơ hội tốt hơn ở Trung Quốc. Kế hoạch của tôi là trở thành chủ của chi nhánh Trung Quốc trong vòng 3 năm. Trong 5 năm nữa, tôi muốn trở thành giám đốc điều hành cấp cao của công ty. Nói nhanh đi, tôi không thể chờ đợi được. Seo-yu, em luôn là một cô gái thông minh và nhạy bén đối với bao nhiêu năm rồi. Sao phải nói riêng? Có. Đói không? Để tôi nói cho bạn biết, ở đây có món tôm càng siêu ngon cực chất. Thì bạn lại không ăn trong một tuần. Đi thôi, tôi sẽ đưa bạn đến món ngay bây giờ. Tôi đã ăn rồi. Chấm, bạn vừa xuống máy bay sao? Con cá nhỏ, bạn biết tôi không giỏi thể hiện bản thân, vì vậy tôi đã viết thư cho bạn trên máy bay trở về. Tôi đã nhận được lá thư. Hóa ra đây là thủ đoạn cuối cùng của cậu để kìm lại. Hãy hứa với tớ rằng hãy đọc nó thật kỹ và thật khẽ nhé. Seo-yu, tớ sẽ luôn nhớ về cô gái xinh đẹp trong buổi hoàng hôn bên ngoài căng tin. Trường 5 năm trước, tớ dám không nghĩ tớ sẽ đến đó. Ôm nàng ta, chỉ muốn nhìn nàng ánh mắt sáng ngời từ xa. 4 năm, khoảng cách hàng vạn cây em, phẩy. Tư duy và tầm nhìn khác nhau do nền tảng của tôi đơn và phương đơn mang lại. Tớ ơi, hết lần này đến lần khác tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi không dám nói ra hoặc không muốn nói ra, vì trong ký ức chập chờn của tôi, cô gái đó quá đẹp. Đẹp đến nỗi tôi không thể làm tổn thương cô ấy. Sau 4 năm chờ đợi nhau, vào thời điểm mà chúng tôi nghĩ rằng cuối cùng chúng tôi đã đến được với nhau, tôi lật lại các cuộc trò chuyện WeChat của 4 năm qua, nhưng tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi thực sự không phải là người một sớm một chiều. Les, chia tay đi Seo-yu. Chúng tôi trân trọng nhau đúng lúc. Sampai jumpa di video selanjutnya.
đó, tôi từ trên trời rơi xuống thế giới bằng đồng. Chấm, Ngô, Đông Giang đột nhiên biến mất trong biển người mênh mông. Tôi không tin sao, một sinh vật to lớn lại có thể biến mất thế này. Chấm, tôi không thể hòa giải với việc chia tay theo cách này. Vâng, vâng, tôi sẽ đi cùng một người bạn Amei và tôi sẽ đi tìm bạn sau. Một thời gian, bạn có thể đợi tôi một lúc được không? Vậy thì tôi sẽ cúp máy trước. Nhanh lên. Chị ơi, Mai em nhờ chị giúp được không? Mai, chị với em Mai. Hỏi thăm mất thời gian các bạn trong lớp có khó khăn gì cũng giúp em với em, phải giúp. Nhưng thực sự là không có, không biết, mẹ của bạn, con cá. Thôi, có biết rằng bạn đã bị đuổi khỏi một trường đại học nước ngoài không? Bà ấy biết rằng bạn đã không? Ở đâu trong 3 năm qua? Ca. Sĩ. Shanghai. BFC. Vậy. Con cá hôi. Chẳng được平凡，回忆滚烫。